Năm 2023 vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào vận hành rất nhiều cơ sở y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao sau thời gian xây dựng mới cũng như là sửa chữa. Trong năm 2024 này, Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục đầu tư và chuẩn bị đưa vào khai thác thêm nhiều cơ sở y tế hiện đại. Việc đẩy mạnh phát triển các trung tâm y tế chuyên sâu, y tế kỹ thuật cao sẽ giúp mang lại hiệu quả điều trị cho người bệnh tốt hơn, từ đó giúp tăng tỷ lệ cứu sống bệnh nhân. Ngay khi khu điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện Nguyễn Trãi đi vào hoạt động, các kỹ thuật y tế chuyên sâu tại bệnh viện đã đồng loạt phát triển trên nhiều lĩnh vực như tim mạch, ngoại khoa, nội soi can thiệp xâm lấn tối thiểu. Thông qua đó, máy móc trang thiết bị cũng được đầu tư mới, giúp bệnh viện có thể giữ chân, điều trị hiệu quả cho nhiều bệnh nhân hơn so với trước kia. Chẩn đoán được bệnh viện gì đó, bác sĩ giải quyết ngay thì mình thấy hôm nay mình đỡ lắm trong một ngày thôi. Sau khi áp dụng nhiều cái kỹ thuật cao trong cái việc điều trị, thì số lượng bệnh nhân đến bệnh viện chúng tôi khám và cũng như là điều trị thì cũng ngày càng tăng. Thì các kỹ thuật cao, các phương tiện cũng được đưa vào áp dụng để cho mà cái việc chẩn đoán nhanh, chính xác, đem lại cái hiệu quả điều trị cao cũng như là rút ngắn cái thời gian điều trị. Từ đó các chi phí điều trị cho người bệnh cũng được giảm rất là nhiều. Còn tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh trong năm vừa qua thì đơn vị này đã đưa vào vận hành hai khối nhà mới là trung tâm sơ sinh và trung tâm phẫu thuật nhi ngay tại cơ sở hiện hữu. Các khối nhà mới trung tâm chuyên sâu với cơ sở vật chất hiện đại được xem là cơ hội để bệnh viện có thể tiếp tục phát triển các kỹ thuật y tế chuyên sâu trong thời gian tới. Và các kỹ thuật này không chỉ giúp cho phục vụ người bệnh tốt hơn, tăng tỷ lệ cứu sống bệnh nhi mà còn xa hơn là tiền đề để bệnh viện có thể hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu về nhi khoa tại khu vực Đông Nam Á. Rất là nhiều kỹ thuật chuyên sâu mà chúng tôi trước đây đã phát triển, bây giờ thì mình có thêm điều kiện để mình phát triển nó toàn diện hơn và nó sâu hơn. Chính nhờ cái trung tâm sơ sinh này ta giúp giảm tỷ lệ tử vong của sơ sinh từ 10% bây giờ là dưới là 1%. Trong cái lĩnh vực và phẫu thuật tim mạch chuyên sâu, trung tâm tim mạch phải nói phát triển rất là nhiều kỹ thuật mới đã giúp giảm tỷ lệ tử vong cái bệnh tim bẩm sinh một cách rất là ngoạn mục, từ 5% bây giờ là 0,45%, có nghĩa là giảm 10 lần so với trước đây. Để thành phố sớm trở thành một cái trung tâm sức khỏe của khu vực ASEAN thì ngành y tế đã tham mưu thành phố 7 nhóm giải pháp, và hiện nay chúng tôi đang bắt tay đồng bộ 7 nhóm giải pháp này từng bước để cải thiện y tế thành phố ngày càng lúc tốt hơn, và đang nhìn đến ra cái môi trường quốc tế để ngang tầm các nước trong khu vực, đáp ứng được cái nhu cầu chính đáng của người dân về chăm sóc sức khỏe. Dự kiến giữa năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa thêm 3 cơ sở y tế tại khu vực cửa ngõ đi vào hoạt động là Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Củ Chi và Thủ Đức. Thành phố sẽ đầu tư hơn 4.300 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị y tế tại các bệnh viện này. Ngoài ra, 17 bệnh viện khác tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được Hội đồng Nhân dân thành phố chấp thuận thông qua các dự án xây mới cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị. Tất cả những điều này không chỉ góp phần giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại thành phố, mà quan trọng hơn hết là sớm hoàn thành mục tiêu đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực Đông Nam Á.